Ba, lâu lắm rồi cha con mình mới tâm sự. Hôm nay con có chuyện này muốn nói. Cái gì? Tao mày có chuyện gì đâu để tâm sự. Nhìn cái mặt là biết muốn mượn tiền rồi. Thôi khỏi đi ha. Đó, thấy không? Chưa nói được cái gì, nghĩ người ta mượn tiền. Bộ cái mặt của tôi nhìn vô là chỉ biết tiền, tiền thôi hay sao? Mày muốn nói cái gì? Mày không tiền chứ cái gì nữa? Hiểu lầm rồi, đối với con tiền không quan trọng. Quan trọng bây giờ con hết tiền rồi nè. Đó, thấy chưa? Cũng lòi ra, ai hiểu mày bằng tao được nữa hả luôn. Thôi mà ba. Thôi cái gì? Dẹp đi mày. Ba hững hờ dữ vậy hả? Thì chứ bây giờ mày muốn mượn tiền mày làm gì đây? Mày nói lý do đi. Ba à, chắc ba cũng đã từng yêu rồi phải không? Ừ, rồi sao? Yêu ai mà chưa từng? Thì đúng rồi đó, yêu ai chưa từng phải không? Yêu một người đã khó rồi, mà bây giờ muốn đá nó càng khó hơn. Ý của mày là sao tao chưa hiểu. Chắc ba cũng biết chị của con Lơn chứ gì phải không? Ừ, đúng rồi. Còn với nó đã từng yêu nhau. Kệ mày. Xong cái con bị con Lơn phát hiện, cái nó chặt đuôi con luôn, còn con khóc à. Đang cái đời, ai biểu. Bây giờ con muốn chia tay với con Lợn này, mà kẹt nổi con đang thiếu tiền nó quá. Bây giờ nó muốn chia tay nó phải trả tiền cho nó hết. Mày tự lo đi ha Lu ha. Không có ai rảnh đâu mà bung tiền ra cho mày hoài. Con Lợn nói con mà không trả nợ cho nó là nó mướn nhân hộ nó chặt khúc đuôi còn lại của con luôn á ba. Kệ mày. Ông hát vừa thôi chứ. Mày hét với tao đó hả Lu? Ai biểu không biết trân trọng con Lân. Con Lân nó không trân trọng con thì có. Là sao? Hôm bữa con nó cãi lộn, nó nói gì nè, ba nghe chịu nổi không? Nó nói sao? Nó nói một câu con nghe đứt rang đứt ruột. Nó nói trái tim em chia làm hai lần mở cửa, tống anh vào rồi đuổi cổ anh ra. Thật vậy hả? Xạo không? Bực rồi nghe, người ta nói thiệt mà cứ nói tài xạo không. Rồi nói thiệt á hả? Ừ, chắc nói thiệt á. Thôi mệt quá, không giúp thì thôi. Giờ sao đây? Ý là để chia tay được con Lợn là phải trả tiền cho nó dứt điểm phải không? Con muốn chấm dứt với con Lợn đi quay về với em Lơn. Thôi đừng có chọc nữa được không? Bực mình nãy giờ. À, giúp con đi mà, năn nỉ á. Nhiều. 6,5 triệu, 20 ngàn. Mày hay quá ha Lù ha. Mà xương sao mày cua được con Lợn chỉ có con Lơn hay vậy? Ba có nghe cái câu, con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến một trái tim là con đường... Đường gì? Truyền máu. Trời đất ơi, đường truyền máu là con đường gì? Thì là đường tiền đó. Hồi xưa con buông tiền, buông lụa nhiều dữ lắm, cho nên nó yêu con là phải rồi. Giờ suy nghĩ lại nhiều cái thấy mình ngu ghê luôn. Đến khi nhận ra được điều đó mới thấy tội em Lơn. Lu nói đúng không khán giả? Người yêu bên cạnh mình không biết trân trọng, biết quý. Đến khi mất rồi mới thấy xung quanh mình toàn màu đen không à. Chẳng muốn chết luôn á. Gặp qua nghe thằng kia nói một câu nghe thấy nhột luôn á. Lo không chết luôn nữa nè. Nó nói câu gì hả Lu? Nó nói người yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ di chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác không hả? Nghe mà rầu hay sợ luôn. Ai mà chẳng vậy. Cái gì mà ở bên mình hoài tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Lúc nào cũng muốn tìm cái mới đúng không? Nhưng mà cuối cùng cái gì thuộc về mình nó cũng sẽ là của mình thôi à. Thôi 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 đừng nói nữa. Lu đang buồn chồn khó chịu lắm đi nè. Ba cho con mượn tiền liền đi. Con muốn trả cho con Lợn liền. Được rồi, bây giờ ba sẽ cho mày mượn tiền. Mày phải trả dứt cho con Lợn. Con sẽ trả dứt mà. Nhưng phải hứa, bây giờ bỏ ăn chơi gái gú, tập trung học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Phải học tới nơi tới chốn. Sau đây con kiếm tiền về cưới con Lơn nữa. Mới có bị lớn mà bị đặt yêu đương nhăn nhít. Ba có biết câu học đi đâu với hành không? Biết. Rồi sao? Học đi đâu với hành, hành thì đi đâu với tỏi. Ăn hành ăn tỏi nhiều thì bị hôi nách. Mà người nào mà được hôi nách là người đó lớn rồi, chứ không phải ăn nít nữa. Mượn có mấy triệu mà xiên xỏ người ta hoài. Bực bội.